Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với Trung tâm Sài Gòn Academy. Thầy là Trần Quang Vũ, sẽ phụ trách khóa học của chúng ta. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ tìm hiểu về giao nhận vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Chúng ta sẽ có 7 nội dung trong bài học hôm nay. Nội dung thứ nhất, thầy sẽ trình bày cho các bạn các loại hàng hóa vận chuyển bằng đường biển. Các bạn biết là tùy vào hàng hóa của chúng ta là gì mà chúng ta có thể vận chuyển bằng đường biển, đường bộ hoặc đường hàng không. Thế thì những cái loại hàng hóa nào sẽ vận chuyển bằng đường biển? Phần này sẽ giới thiệu cho các bạn. Nội dung thứ hai đó là các cảng biển của Việt Nam. Hiện nay thì ở Việt Nam của chúng ta, theo thống kê của Bộ Giao thông Vận tải thì chúng ta có đến hơn 200 cảng biển. Tuy nhiên những cái cảng biển mà tàu container có thể cập cảng Việt Nam của chúng ta thì nó không có nhiều. Thì cụ thể đó là những cảng biển nào? Nội dung thứ ba, thầy sẽ trình bày cho các bạn về cái quy trình thuê tàu chở. Tức là khi chúng ta có một lô hàng xuất khẩu thì chúng ta thuê tàu như thế nào? Nội dung thứ tư, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái vận đơn đường biển. Đây là một cái chứng từ cực kỳ quan trọng. Chứng từ vận đơn đường biển này nó sẽ là cái chứng từ xác nhận chúng ta có một cái lô hàng xuất khẩu và để chúng ta làm rất là nhiều các cái nghiệp vụ có liên quan. Ví dụ như là khai báo thủ tục hải quan, làm thanh toán xuất nhập khẩu, xin giấy chứng nhận xuất xứ và các cái nghiệp vụ khác. Nội dung thứ năm, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nguồn luật điều chỉnh vận đơn. Nội dung thứ 6 là nội dung của vận đơn, tức là chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết cái nội dung của vận đơn thì nó bao gồm những cái phần nào, thì thầy sẽ trình bày cho các bạn. Và cái phần thứ 7 cuối cùng là cách nhận biết một số loại vận đơn. Các cái vận đơn này thì nó sẽ có theo từng hãng tàu, nó sẽ có một cái quy định thống nhất để các bạn có thể biết. Ở bài học hôm nay của chúng ta thì vì đây là video clip học thử cho nên thầy sẽ trình bày cho các bạn 3 nội dung. Thứ nhất là các loại hàng hóa vận chuyển bằng đường biển. Thứ hai là các cái cảng biển của Việt Nam và thứ ba là nội dung của một cái vận đơn đường biển. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên. Thế thì các bạn biết là trong cái giao nhận vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu thì vận chuyển bằng đường biển chiếm 73%. Khối lượng hàng hóa vận chuyển các bạn 73%, vận chuyển bằng đường bộ chiếm 14% và vận chuyển bằng đường hàng không thì chiếm 13%. Như vậy thì khi chúng ta nói đến vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, điều đó chúng ta có nghĩa là chúng ta đang đề cập đến vận chuyển bằng đường biển, tại vì cái tỷ trọng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển này rất là cao. Tại sao chúng ta lại vận chuyển bằng đường biển? Vận chuyển bằng đường biển nó có một số cái ưu điểm của nó bạn. Thứ nhất là cái năng lực vận chuyển rất lớn. Một con tàu container đã cập cảng Việt Nam của chúng ta với cái trọng lượng là 18.500 container 20 feet các bạn. Tức là 18.000 tiêu. Tiêu là viết tắt của từ 20 equivalent units, tức là một tiêu tương ứng với một container 20 feet. Như vậy là một cái con tàu nó có thể chở đến là 18.500 container thì cái năng lực vận tải của nó rất là lớn. Cái thứ hai nữa là cái tuyến hành trình của nó thì nó sẽ thuận tiện hơn so với bằng đường bộ. Cái thứ ba nữa là cái chi phí vận tải bằng đường biển thì nó khá là rẻ, tức là chi phí nó thấp so với vận tải bằng đường bộ và đường hàng không. Đó là những lý do mà làm cho vận chuyển bằng đường biển rất là phổ biến hiện nay. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên, những loại hàng hóa nào sẽ vận chuyển bằng đường biển. Chúng ta phân thành hai nhóm, một là hàng hóa đóng gói tổng hợp và hai là hàng rời, hàng không đóng gói. Trong cái phần về hàng hóa đóng gói tổng hợp này thì nó sẽ có những cái loại hàng hóa như sau. Thứ nhất là hàng hóa đóng gói sẵn các bạn. Hàng hóa đóng gói sẵn ví dụ như là pallet, bao, hộp, thùng. Ví dụ như chúng ta thấy là bao gạo chẳng hạn, thùng xăng, thùng dầu. Thì đó là hàng đóng gói sẵn. Thứ hai là hàng đóng gói theo đơn vị hàng hóa. Ví dụ như một tấm gỗ, tấm thép, gọi là xe ô tô. Thứ ba là hàng đóng gói chuẩn container. Đây là cái phần quan trọng nhất của chúng ta. Phần lớn hàng hóa xuất nhập khẩu nó sẽ được đóng gói chuẩn theo container. Thầy có một cái video nói về cái thông số kỹ thuật của container. Các bạn có thể tìm xem cái video này để các bạn biết là hàng nó đóng gói vào container của chúng ta thì như thế nào. Nhóm thứ hai là hàng rời, hàng không đóng gói thì chúng ta sẽ có loại hàng thứ nhất là hàng lỏng các bạn. Hàng lỏng ví dụ như xăng, ga, hóa chất, rượu, nước uống thì đó là những hàng lỏng. Nhóm thứ hai là hàng khô. Hàng khô ví dụ như là hàng rời, than đá, ngũ cốc, quặng, xi măng. Thì đó là những cái loại hàng hóa chúng ta sẽ vận chuyển bằng đường biển. Chúng ta sang nội dung thứ hai, tức là các cảng biển của Việt Nam.
Hiện nay thì ở Việt Nam của chúng ta thì theo thống kê của Bộ Giao thông Vận tải như thầy trình bày xuất bản, chúng ta có đến 200 cảng biển dọc cái bờ biển của Việt Nam của chúng ta. Tuy nhiên những cái cảng mà hàng container có thể cập cảng thì nó chỉ có khoảng 5 cái cảng biển lớn ở 3 khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Thứ nhất là cảng Hải Phòng. Cảng Hải Phòng là một trong những cái cảng lớn nhất miền Bắc, và tổng công suất của cảng Hải Phòng chiếm 27%, 27% tổng cái container đi vào Việt Nam. Cụ thể là nó là 2,87 triệu tiêu. Ở miền Trung chúng ta có cảng Đà Nẵng. Cảng Đà Nẵng này thì là một cái cảng, cảng Đà Nẵng này chúng ta gọi là cảng Tiên Sa, Tiên Sa của Đà Nẵng. Năng lực vận tải của cảng Đà Nẵng chiếm 11% lượng container đi vào vào Việt Nam. Cụ thể đó là 1,15 triệu tiêu. Ở khu vực phía Nam chúng ta có 3 cái cụm cảng: cảng Cái Mép Thị Vải, cảng Sài Gòn Hiệp Phước và cảng Cát Lái. Cảng Cái Mép Thị Vải của chúng ta thì nó là một cái cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiên thì cái hàng hóa qua cảng nó rất là hạn chế. Nó chỉ chiếm có 40% công suất của cảng thôi. Tức là cảng thì lớn nhưng mà lượng hàng hóa về cảng thì nó ít hơn. Cái cảng thứ tư ở thành phố Hồ Chí Minh đó là cảng Cát Lái. Cảng Cát Lái là một cái cảng nhỏ thôi bạn. Nhưng mà lượng hàng hóa về cảng Cát Lái rất lớn và nó vượt cái công suất thiết kế của cảng lên đến 65%. Cụ thể là cảng Cát Lái số lượng tiêu là chiếm 48% cái lượng hàng hóa container đi vào Việt Nam, 5,18 triệu tiêu. Và một cái cảng thứ ba ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh đó là cảng Sài Gòn Hiệp Phước. Cảng Sài Gòn Hiệp Phước là một cái cảng mới để dự phòng trong trường hợp các lái quá tải thì sẽ điều tiết hàng hóa về cảng Hiệp Phước. Cảng Hiệp Phước này thì chiếm 7% tổng cái lượng container đi vào Việt Nam. Như vậy thì đây chính là năm cái cảng biển lớn mà hàng hóa từ nước ngoài sẽ đi vào Việt Nam của chúng ta. Chúng ta sang cái phần tiếp theo, chúng ta sẽ nói về cái quy trình thuê tàu chợ. Tức là khi chúng ta có một lô hàng xuất khẩu thì chúng ta sẽ làm cái nghiệp vụ thuê tàu này như thế nào. Chúng ta sẽ có 6 bước các bạn. Bước đầu tiên chúng ta sẽ liên hệ với đơn vị giao nhận để chúng ta đặt booking. Booking là gì? Booking thực chất là một cái chỗ chúng ta sẽ thông báo cho hãng tàu dành cho chúng ta một cái chỗ trên con tàu để đặt cái hàng hóa của chúng ta trên đó thì gọi là booking. Trên cái booking này nó sẽ thể hiện những cái thông tin có liên quan đến lô hàng của chúng ta dự kiến sẽ được xếp lên trên tàu. Sau khi chúng ta đặt booking và chúng ta đã được xác nhận booking xong thì chúng ta sẽ liên hệ với đơn vị giao nhận, chúng ta nhận container rỗng về để chúng ta đóng hàng lên container. Sau khi đóng hàng xong, chúng ta sẽ giao cái container này cho hãng tàu theo cái chỉ định trên cái booking của chúng ta. Tức là người ta yêu cầu chúng ta giao ở đâu thì chúng ta sẽ giao ở đó. Sau khi giao xong thì hãng tàu sẽ phát hành cho chúng ta một cái vận đơn. Bước thứ tư, phát hành cho chúng ta một cái vận đơn. Và hàng hóa sẽ khởi hành đi đến cảng của nước nhập khẩu. Khi gần đến nước nhập khẩu, cách 2 ngày trước khi tàu cập cảng của nước nhập khẩu thì hãng vận tải sẽ thông báo hàng đến, tiếng Anh gọi là arrival notice. Thông báo hàng đến này cho người nhận ở nước nhập khẩu. Người nhận sẽ kèm với cái vận đơn đường biển và cái thông báo hàng đến này để liên hệ với đại lý của hãng tàu, nộp các cái chi phí có liên quan để đổi lấy lệnh giao hàng. Và bước thứ 6 là sau khi có lệnh giao hàng xong thì sẽ liên hệ để nhận hàng, mang hàng về công ty của mình. Thì đây chính là một cái quy trình giao nhận, quy trình thuê tàu của chúng ta. Trong cái quy trình này các bạn sẽ phải lưu ý đến 4 cái chứng từ. Chứng từ thứ nhất là cái booking notes, phiếu đặt chỗ trên hãng tàu. Chứng từ thứ hai là cái vận đơn đường biển, bill of lading. Chứng từ thứ ba là cái thông báo hàng đến, arrival notice. Chứng từ thứ tư là lệnh giao hàng, delivery order. Bài học hôm nay của chúng ta thì thầy sẽ nói cho bạn về cái vận đơn đường biển. Các chứng từ còn lại, các bạn hãy đăng ký khóa học tại Trung tâm Sài Gòn Academy để chúng ta xem full video bài giảng. Chúng ta sang cái phần cuối cùng là vận đơn đường biển. Vận đơn đường biển là gì? Vận đơn đường biển là một cái chứng từ do hãng vận tải phát hành cho người gửi hàng xác nhận là đã nhận hàng và chuyên chở hàng hóa. Thì đó gọi là cái chứng từ vận đơn đường biển. Vận đơn đường biển này nó sẽ đóng 3 cái vai trò. Vai trò thứ nhất nó là cái biên lai nhận hàng của hãng tàu. Hai nó là cái hợp đồng chuyên chở hàng hóa. Nếu các bạn lật vào cái mặt sau của cái chứng từ này, các bạn sẽ thấy là các cái điều khoản chuyên chở của hàng hóa mà hãng tàu người ta đã quy định.
thì đây chính là cái hợp đồng chuyên chở hàng hóa giữa người gửi hàng và hãng vận tải. Cái chức năng thứ ba rất là quan trọng, đó là cái chứng từ sở hữu hàng hóa các bạn. Người nào nắm giữ cái vận đơn đường biển này, người đó sẽ là người sở hữu hàng hóa. Cho nên là cái vận đơn đường biển của chúng ta thì nó đóng cái vai trò rất là quan trọng. Bài học hôm nay của chúng ta thì cũng xin tạm dừng tại đây. Nếu các bạn có câu hỏi liên quan đến bài học, các bạn hãy comment ở nội dung bên dưới và các bạn liên hệ với thầy theo số điện thoại 0913106015, phone hoặc Zalo để thầy tư vấn cho các bạn, và mong gặp các bạn trong các khóa học sắp đến. Xin cảm ơn sự theo dõi của bạn. Xin chào các bạn.